Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 8 giờ 5 phút sáng thứ ba. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2024. Sáng nay mình đem cái xe đi thay nhớt với lại kiểm tra định kỳ mỗi năm một lần, là ở bên Mỹ gọi là car inspection đó. Hiện bây giờ mình đang đi lòng vòng ở ngay cái chỗ này. Lúc trước mình cũng có quay trên cái đường men này rồi. Ở đây là thị trấn Weymouth. Đó, bây giờ mình cái đường này nè, từ xưa tới giờ mình chưa có đi. Tại vì lúc nãy mình để cái xe vô đó thì mình hỏi nhân viên khoảng chừng đợi có khoảng chừng bao lâu. Thì mấy cái người sửa xe người ta nói đó là từ nửa tiếng cho đến khoảng chừng 2-3 tiếng. Lý do đó là người ta giải thích đó là nhiều khi á, cái máy sáng sớm á, cái máy mà kiểm tra định kỳ đó, người ta phải kết nối lên với cái máy chủ của chính phủ. Trong cái quá trình mà người ta kiểm tra định kỳ mình đó, là người ta phải gắn cái điện tử vô cái máy của mình. Nó có cái ổ điện tử á, người ta truyền lên cái máy của trên trung ương, ở trên cái máy chủ của trên chính phủ á. Và đồng thời á, người ta cũng trên chính phủ người ta cũng có camera, người ta thâu lại toàn bộ hết. Sợ mình giống như là mình bỏ qua những cái mà xe mà nó không có đủ tiêu chuẩn, nó an toàn á, ở Việt Nam mà ăn hối lộ á, giống như nói á. Đúng ra là cái xe của anh cái bộ phận máy này là nó bị khói, nó không có đạt tiêu chuẩn khói độc á, emission á. Thì cái văn hóa bên Việt Nam của mình á, cái thứ nhất á là mấy cái người thợ sửa xe đó, người ta không có kiến thức đó, thì người ta cứ cho mình qua phà. Còn người ta làm khó mình á là mình đi cửa sau đó. Văn hóa bên Việt Nam á là nó có cửa sau. Cửa sau tức là mình đi cửa trước không xong á, là mình đi cửa sau là ăn hối lộ á. Bây giờ mình đang đi lòng vòng để mình quay cảnh ở thị trấn Weymouth nè. Cái đường này mình chưa từng, mình có lái xe chở khách đi lòng vòng nhưng mà mình chưa có từng đi bộ qua đây. Quay để cho các bạn thấy tại sao mà ở bên Mỹ mình đi đâu cũng có nè, cây lá tùm nè. Đó, thì bây giờ các bạn hình dung đi, bây giờ ví dụ như hôm nay là ngày 21 tháng 3. Nếu mà tính ra trưa nay là nhiệt độ khoảng chừng tầm 85 độ F là 20 mấy độ C. Các bạn cứ hình dung đi, nếu mà mùa hè mà nắng á, má mình đi lang thang nè, đó. Mình chui xuống cái bụi cây đó mình ngồi, thấy không? Mình bật cái máy ra, mình ngồi rất là mát mẻ. Còn ở bên Việt Nam của mình á, thì người ta không có chuộng về cái văn hóa môi trường cây xanh. Đó là lý do tại sao mà ở bên Việt Nam á, khi mà nắng nóng mà oi bức lên á, là người dân người ta không có đường binh đó, người ta phải cầm trên tay, người ta phải cầm cái quạt giấy á, nó đứng quạt quạt vậy nè. Còn Việt Kiều vậy đó, là nóng nực chịu không nổi, là mồ hôi mồ hám nó đổ ra, là một ngày là do trong cái cơ thể, cái hóc môn của mình á, mình quen với cái vùng lạnh á đó. Mình đi về Việt Kiều, mình đi về Việt Nam á, là tắm một ngày mấy lần, tắm hoài luôn, ở trong máy lạnh không à. Nó bà xã của mình á, mỗi lần bà đi về, mấy cái ông cậu cũng vậy, nó đi tới gõ cửa hotel á, nói sao mấy cháu đi về, ở bên Mỹ đi về mà cứ không có đi chịu đi chơi, mà cố thủ ở trong khách sạn không vậy, đi ra ngoài chịu không nổi á, đi ra ngoài chịu không nổi. Mấy lần mình về chung với bà xã của mình á, mình thì có cái bản tính phiêu lưu, nắng mình cũng không có sợ, mà mưa mình cũng không màng đó. Đó, mình chơi tới bến luôn. Thì mấy cái người nào mà người ta chịu nắng không nổi mà mưa cũng không xong á, là người ta không có hợp với mình đó. Cũng như thường lệ, trước tiên xin mời các bạn uống trà đá, và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Mình để cái xe đó, mình vừa kể với các bạn á.
để cái xe đó đó thì nhân viên người ta nói bây giờ mình phải đi bộ lòng vòng, hay là người ta có phòng đợi á, đợi ở trong đó mình ngồi gần gũi mấy người ca ta, cái phòng nó cũng không có rộng rãi thoáng gì mấy. Mình đi vô ra ngoài á, vừa đi tập thể dục nó tốt cho sức khỏe, mà mình đi ra ngoài mình thở, hít thở không khí trong lành á. Mình muốn đi nguyên một cái đường này nè, đường này lạ nè, mình đi cho chủ yếu cho các bạn xem cây cối, nhưng mà để tiện ở đây mình đi tới đây mình quay cái bản về cái luật giao thông á, chia sẻ kiến thức cho các bạn hiểu. Ở bên Mỹ không có nhiều tai nạn mà xe tải mà đụng, hay là đường mà nó xe tải nó vô mà nó phá mòn cái trọng lượng của xe tải á. Đó thì trước mặt mình là cái đường men nè. Đó cái đường men nè. Đi vài bước á, sau cái tòa nhà này á là cái chỗ mà mình để cái xe đó, sát bên đây nè. Đó. Thì ở trên nước Mỹ á, các bạn đi khắp mọi nơi luôn. Đi vài cây số là có một cái tiệm nail của người Việt, vài cây số là có một cái nhà hàng của người Việt Nam. Ngay cái tòa nhà building này nè, có cái tiệm nail lớn lắm. Nãy mình đi ngang á, mình không có quen gì hết á. Còn ngay cái góc này á là cái nhà hàng của người Việt Nam mình, tên là nhà hàng Quang. Nhà hàng Quang. Còn cái shop này là người ta bán ở bên Việt Nam là người ta nói bán phụ tùng mà xe ô tô, xe máy rồi đó, hai bánh rồi đó. Đó. Có trên cái chuỗi này có trên toàn nước Mỹ, khắp thế giới luôn. Canada đâu có luôn, châu Âu đâu có luôn. Đó, đi lòng vòng sáng quay cảnh cho các bạn xem. Cái đường này hôm nọ đó là mình có đi, mình quay một lần rồi, mà tại vì cái hôm đó trời nó mưa với lại tiếng gió nó ồn quá. Nè cái đường này nè, cái đường này nè đó, ở đầu kia là đường men, xong chạy mà tới đây là nó đổi qua thành cái đường bon nè, trên cái bảng nó nói nè. Cái đường này là nó cấm xe tải á trên 2,5 tấn, tối đa đó là 2,5 tấn. Các bạn thấy nó để 2.5 không, là 2,5 tấn đó, tấn đó, ton đó, limit là giới hạn á trên cái đường này nè. Đó, còn ở bên Mỹ á, mà cái văn hóa bên Mỹ á, nó tiện lắm. Mình hàng ngày mà mình muốn gửi thư từ cho người thân hay bất cứ gì đó, trả bill cho bọn thư từ á, mình làm kinh doanh gì đó, đó mình chỉ cần đi ra đây mình bỏ cái thùng thư á, chạy xe đậu vô hay gì á, ở vòng vòng đây nè, kinh doanh á, mình bỏ vô. Mình bỏ vô á là mình bỏ thư á, vô cái thùng thư á là mình muốn cho nó tốc hành thôi. Còn ở bên Mỹ á là mình vô cái mạng á là, hay là mình gọi lên á là mình đặt hẹn. Thí dụ như mình có một cái món hàng điện tử gì mà mình treo bán ở trên mạng eBay gì đi, bán trên mạng đi. Ai mua xong á mình dán cái label, cái địa chỉ gửi đi cho cái người mua xong xuôi á. Mình hẹn bưu điện họ tới tận nhà luôn, họ lấy thư mình miễn phí luôn. Đó. Ở bên Mỹ nó sung sướng lắm, nhiều cái chi tiết nó sung sướng lắm. Nè. Các bạn thấy cái đường này không? Đó, cái đường này nè, nó cũng có cái bảng nè. Tối đa là 2,5 tấn. Tối đa là 2,5 tấn cái đường này đó. Mà nước Mỹ á các bạn, văn hóa pháp quyền á, nó đâu ra đó gõ gợt đàng hoàng. Còn ở Việt Nam của mình á là cái văn hóa đó là ăn hối lộ, cho nên khi mà cái văn hóa ăn hối lộ á, là cái người tài xế á, người ta kinh doanh á, là người ta ỷ lại, người ta ỷ lại các bạn biết không. Thí dụ như bây giờ tài xế nó chở trọng tải nặng đi,
Đó, cái người chủ nó nói với cái người tài xế, mấy cái người tầm xế mà làm công á, mấy người chủ nói doanh nghiệp á, nói ok bây giờ xe này nó quá tải nhưng mà không sao hết á, mà chạy từ Bình Dương đi lên Vũng Tàu hay là từ Bình Dương đi lên Phan Thiết gì đi, lỡ mà mấy thằng cảnh sát giao thông nó chặn lại á thì chi cho nó tiền cà phê đó. Quay cái máy qua cho các bạn xem cây cảnh nè. Đó, các bạn thấy không? Nắng mấy trăm độ. Đó, chui vô đó căng liều, căng võng đồ vô. Là nó mát mẻ à. Nước Mỹ á không bao giờ bị xuống cấp. Khúc này trời nó hơi có gió nè. Các bạn thấy đường không? Mắng bon à, không bao giờ nó xuống cấp. Nhà có nhiều căn nhà khá giả để biệt thự á, nó người ta có nguyên một cái đường, đường này là đường tư nhân của người ta đó. Đường tư nhân á, nhà ở sâu ở trong múc múc ở trong á, các bạn thấy cái đường không, đi vô cái nhà người ta không? Đường này là không phải của chính phủ đâu nha. Nhà của người ta, mấy cái nền này nè, nhà của người ta. Đó các bạn thấy cái cây cổ thụ không? Nó đè lên cái nhà không? Đó cái nhánh đó. Dân trí của người ta thông minh, người ta khi mà nắng xuống á, có cái cây này á, là nó làm cho cái nhà của người ta tiết kiệm được tiền chạy máy lạnh, nó làm cho cái căn nhà mát. Thì khi mà cái căn nhà mát á, là người ta không có dùng máy lạnh nhiều. Đó các bạn thấy văn hóa Mỹ không, săn cỏ. Cỏ là để môi trường xanh á, cho bụi bặm đồ là nó bám vô cho sạch sẽ. Đó các bạn thấy không, ngày nào mà thế giới mà người ta đi vào nước Việt Nam của mình á, mà người ta nhìn được cái văn hóa, cái cảnh như thế này á, đó là người ta, người ta biết được là đất nước Việt Nam của mình thật sự là phát triển. Người Mỹ á, các bạn, người ta dùng bằng cái đầu óc. Đó giống như bây giờ người ta không cần phải giới thiệu, nói ơi kinh tế Việt Nam một năm lên mấy trăm rồi khá giả rồi, người ta không cần biết. Đó người ta chỉ âm thầm. Đó người ta đi, người ta nhìn khung cảnh là người ta, mấy cái người mà trí thức á, là người ta đánh giá ra được cái môi trường. Đó các bạn biết không, ta nói wow, nhà nào cũng có một cái garage hả, rộng rãi hả, cũng có chỗ đậu xe, cái nhà kho đậu xe hả, nó to đùng, nó còn bự hơn nhiều căn nhà biệt thự ở bên Việt Nam nữa đó, nhà kho để đậu xe đó. Đó các bạn thấy bãi đậu không, săn cỏ to đùng không, gặp ở Việt Nam hả, mẹ nó treo đất nó bán cái săn cỏ này kiếm từng tỷ luôn. Đâu có nghĩ ra đường dài đâu. Ở Việt Nam nó đâu có nghĩ ra đường dài đâu. Mày mình ngu hơn người ta, mà mình không chịu học hỏi người ta, mà tối ngày ở đó biện hộ, mấy thằng dư luận viên biện hộ. Đó các bạn thấy không, đâu phải là mình chọn lựa đâu. Đó đường nào các bạn thấy không, săn cỏ nè, săn cỏ nè. Đó bây giờ các bạn cứ hình dung đi cái nhà đó đó, một khoảnh đất trống á, vòng vòng á. Nếu mà người ta mà có cái cách tư duy mà người ta mà suy nghĩ như ở bên Việt Nam á, là người ta gào cái sân cỏ này lại, người ta cắt nhà cắt đồ lên mấy chục tầng rồi. Các bạn biết không? Cho nên á là ở bên Mỹ á, mình đi như vậy nè, mình hít thở vô hả, mình thoáng lắm, không có ngột ngạt. Còn nếu mà người ta là mà lấy đất á, săn cỏ này á, mà người ta chặt hết mấy cái cây đồ á, mà người ta phân đất, phân lô ra đất á,
là nó ngột ngạt lắm. Ở đây là thị trấn quê mệt nha các bạn. Mình để cái xe rồi tiện mình đi, chứ mình cũng không có bao giờ mình không có quen biết về cái đường này hết á. Đi cho các bạn xem cái môi trường. Đó, căn nhà ngay đây nè. Có cây hoa anh đào kìa. Cái sân cỏ quá chừng lớn luôn kìa. Nhà dưới kia vậy, dài dưới kia cũng có hoa anh đào nữa. Đó, khắp trên nước Mỹ luôn. Nè, như các bạn thấy không, trời nó nắng quá, nắng luôn nè, ha không? À, nắng quá nè, tự nhiên ở đây có cái lùm cây nè, nó làm cho khu này mát nè. Nè, các bạn nhìn cái bóng đi. Đây là nắng nè. Còn ở chỗ này nè, nó mát là nó nhờ có cái cây này nè. Đó. Xong cái mùa hè nắng á, mình đi tản bộ. Mùa hè nắng á, mình đi tản bộ nè. Cái mình đi, trời nắng quá hôm tới đây có cái cây này nè. Đó, mình đứng ở đây. Rất là mát mẻ. Đó, các bạn nhìn cái nhà bên kia coi. Cây hả, nó bao nhà người ta không có lối đi luôn. Đó, cây nó bao cái căn nhà kia kìa. Không thấy căn nhà là thấy toàn là cây không mà. Khi nào mà ở bên Việt Nam của mình á, mà có cái văn hóa giống như bên Mỹ á, đó là khỏi cần biện hộ, khỏi cần khoe khoang thành tích gì hết á. Tai nghe không bằng mắt thấy, các bạn biết không? Tai nghe không bằng mắt thấy. Lúc nãy mình đi cái đường men ở dưới kia á. Đường men ở dưới kia mình đi lên đây. Bây giờ để mình đi thẳng ở dưới đó coi có cái ngõ nào mình quẹo đi xuống cái chỗ mà mình để xe đó, họ nói là từ nửa tiếng. À, nếu mà mình bây giờ mình trở lại chắc cũng sắp nửa tiếng rồi. Cái người nhân viên nói là đôi khi á, tại vì cái máy computer nó không có hoạt động tốt quá thì đợi nó hơi lâu. Xe đổ gác đi lấy gác cho người ta ha. Đi xuống dưới đây cái quẹo trái, kiếm cái ngõ nào quẹo trái coi nó có cái đường mà đi xuống cái chỗ mình để xe không. Đó, các bạn nhìn cái sân cỏ không? Ở Việt Nam mà có cái sân cỏ này nè là bắt đầu hả mua sắt, mua xi măng đồ, ngứa con mắt lên. Cháu chắc thì 4-5 đứa lùm đùm lầy đề mà không có làm cái xăng hàng rào để cho nó chạy lộn vòng, nó đá banh đồ, nó con cháu đồ nó chơi trên sân cỏ, thấy không? Đó, có 3-4 đứa cháu à, nhỏ nhỏ lóc nhóc lo nhoi, đẩy vô trong nhà ngột ngạt. Đó, bắt đầu hả có cái khu đất trống, mua sắt, mua xi măng đồ, lên lầu đồ, xây đồ. Đó, các bạn thấy đất không? Đất hả nó rộng còn hơn là cái nhà của người ta nữa. À, có cái căn nhà nào mà nó không có cái bãi cỏ, nó không có miếng đất ở đằng trước không? Thị trấn quê mệt mà hả, trên toàn nước Mỹ luôn, trên toàn nước Mỹ luôn chứ không phải là chỉ có cái khu này không đâu. Trên toàn nước Mỹ luôn. Nói đơn giản như vậy cho các bạn dễ hiểu nè. Động động mà các bạn nói nhà ở bên Mỹ 500 ngàn, 400 ngàn. Đi về Việt Nam mua 300 ngàn. Ok. Ở bên Việt Nam các bạn mua căn nhà mà nó có kèm theo cái miếng đất sân cỏ không? Có không? Nó có trồng cây cho mình để che bóng mát không? Nó có cái nhà kho không? Nó có cái bãi mà mình cà ra mà mình đậu xe không? Các bạn biết không? Cho nên nhiều khi á, mình nói
các bạn hiểu lầm, các bạn nói cái anh này nó sốc quá, ảnh là cái thứ gì mà mẹ động động cái ảnh chửi người ta ngu, người ta đần đồ, dân trí người ta thấp đồ. Nếu mà các bạn mà dân trí cao là các bạn hiểu được là cái môi trường của người ta tốt, thấy không nè, như cái căn nhà trước mặt mình nè, đó người ta làm một cái bãi đậu xe nè. Các bạn cứ hình dung đi, cái miếng đất này là ở Việt Nam là bán phân lô ra là bán được bao nhiêu. Cái chỗ mà cái chiếc te Camry đen đang đậu trước mặt mình nè, đó các bạn thấy miếng đất không? Cái chỗ. Cho nên nhiều khi nói ra cái các bạn không có thấy tận mắt, các bạn nói anh này nó chảnh. Giống như mình đi về Việt Nam đi, mình đi ra quán cà phê đi, mình uống cà phê, phải không? Mình đi về Việt Nam, mình đi xuống miền Tây đi, cái rủ mấy cái người dân trí đần, dân trí thấp xuống ngồi uống cà phê, mình nói mấy người kia nói ôi ở dạo này hả, ở Lâm Đồng đắt đồ hả, bán tỷ tỷ căn biệt thự đó. Cái mình nói mẹ, ở bên tao á, bên Boston á, cái bang của tao á, cái bãi đậu xe không á là người ta đã tốn, mẹ mày biết tính ra tiền Việt Nam là mấy tỷ 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 Việt Nam đồng không, cái bãi đậu xe không á, còn một cái bãi cỏ này á đó, nhìn cái bãi cỏ đi đó, nhìn cái bãi cỏ trước mặt mình đi, bao nhiêu tỷ ở Việt Nam phân lô lên bao nhiêu tỷ. Mà dân trí thấp thì chịu khó lắng nghe người ta chia sẻ cho để mà mình có cái kiến thức. Các bạn có muốn một ngày nào mà đất nước Việt Nam mình mà nó môi trường nó giống như vậy không? Bây giờ thằng nào mẹ đi tối ngày mà đi quay clip mà đi tới mấy cái chỗ mà khu đô thị rồi đó, quay cho mình một cái khu nào mà một cái làng mà cây cối tùm mà săn cỏ như vậy đi. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình xem phim á, đó mình biết được cái phim đó hay, cái phim đó dở. Đó là lý do tại sao mà mình chê ở bên Việt Nam á là môi trường nó không có tốt. Đó là lý do tại sao mà mình chê ở Việt Nam á là nó xấu. Đó thì bây giờ các bạn nào mà đi về Việt Nam, hết nước Việt Nam, các bạn đi một cái đoạn đường nào mà các bạn quay, cái thứ nhất á, đó là các bạn thấy cái đường xe không? Cái đường xe này á là cho xe ô tô nè. Còn cái vạch trắng này là cái đường này là cho người ta chạy xe đạp, xe cấy hay là xe máy hai bánh nè, mà hai bên đường luôn. Đó, còn nhà đó là cái bãi mà đậu xe, cái nhà kho không á, cái miếng đất mà để dành đậu xe không á, đó là ở Việt Nam á là người ta xây lên nhà tường đó. Các bạn thấy không, nhìn cái bãi cỏ đi, mấy cái người mà Hàn Quốc với mấy cái người Nhật Bản á, người ta thông minh lắm. Mình á hả, đón người ta nói hả, mấy người Nhật Bản với mấy người Hàn Quốc mà đi du lịch á, người ta nói công nhận đời sống ở bên Mỹ, đời sống ở bên Mỹ nó thấp. Mấy người du lịch Hàn Quốc á, mình chở người ta trên xe đó, người ta nói chuyện với mình á. À, các bạn thấy không, nhà của người ta mà nhìn vô giống như là cái phủ mà của đại gia vậy đó, săn cỏ rồi hả, bãi đậu xe, nhà kho, cây cối tùm hết, đều căn nào cũng như căn đấy.
Có căn nhà này treo cái bảng bán nè. Căn nhà này tự tự như nhà White House, nhà trắng, nhà của tổng thống. Ngày nào ở bên Việt Nam của mình á mà có cái môi trường mà săn cỏ nhiều cây xanh giống vậy nè, ngày đó là dân trí của Việt Nam của mình á là nó cao. Còn bây giờ không có làm cái gì có tiền hết á. Này, như cái bãi này là cái bãi đậu xe nè. Các bạn ở Việt Nam, các bạn khát đất á, các bạn thèm đất á, các bạn nhìn nhìn cái bãi này các bạn nói mẹ ước gì ở Việt Nam mà tôi có miếng đất về tôi lên mấy tầng lầu. Mình định đi dài dài xuống đó kiếm cái con đường rẽ trái á, nhưng mà dường như đi hoài nó không có cái đường, nó không có cái đường rẽ trái. Bây giờ mình phải trở lại cái đường cũ hồi nãy. Ở bên Việt Nam á không có cái môi trường cây xanh, cho nên khi mà mình đi ở trên lang thang với cái con đoạn đường á, mình không có nghe, ở bên Việt Nam á mình không có nghe cái tiếng chim hót. Trừ ra ở dưới quê thôi, mà ở dưới quê mà nghèo đói quá mà cũng hạ lấy cái dằn ná mà đi bắn chim á, bắn chim về về nướng thịt chim ăn. Ở vùng Đồng Tháp rồi đó, nghèo nàn sống ở dưới ghe, dưới kênh á, dưới sông á. À, ở Đồng Tháp á, dân mà không có nhà có đất cả sống ở dưới ghe đó. Đồng đồng ở dư lượng viên. Ơi, tưởng gì ở bên Mỹ homeless đầy đường, người dân vô cư quá chừng luôn. Bây giờ mình đi lội bộ tới cái chỗ mình để cái xe là đúng nửa tiếng luôn á. Còn nếu mà người ta không xong á, chưa xong á là đợi thêm tí nữa. Mà ở trong cái chỗ sửa xe người ta có cái phòng đợi. Phòng đợi mà mình đi ra ngoài á, mình tập thể dục, đi bộ tập thể dục. Rồi hít thở không khí trong lành á. Nhìn cây, nhìn cỏ. Căn nhà trước mặt mình nè, căn nhà màu vàng này nè, cũng đang treo cái bảng bán này nè. Mai mốt mà có Việt kiều nào mà người ta đi về Việt Nam, người ta nói là nhà của tao ở bên Mỹ cái bãi đậu xe không á, là đất á, cái bãi đậu xe không á cũng là đã mấy tỷ là các bạn tin nha. Đó, cái bãi làm cái bãi đậu cho cái xe không á, tính theo tiền Việt Nam á là tỷ tỷ nha các bạn. Việt Nam đồng á là tỷ tỷ nha. Mình đang nhìn cái bãi cỏ này, mình hình dung những cái em trẻ chạy lòng vòng, đá banh, đánh cầu, giăng cái võng. Mấy cái cây dừa, mấy cái cây mặn, mấy cái cây ổi, đồ cây xài, đồ cây bằng, đồ nó đâu có che nổi nắng đâu các bạn. Đâu có che nổi nắng đâu, nóng lên là ở bên Việt Nam, ở dưới miền Tây, ở dưới quê, cây chuối, cây đồ chứ, cây dừa đồ cũng vậy đó. Nó che nắng không nổi. Nếu mà mình ở Việt Nam mình đi ra dăng nắng chưa lên, mình đi nắng, mấy người lớn người ta nói
Bộ mày điên hả? Mày khùng hả? Trời nắng như vậy mà mày đi ra ngoài. Đó, các bạn thấy không? Cây cây này nè. Cậu thụ nè, đó. Đó, trời mà nắng xuống mấy trăm độ là các bạn thấy. Đó, mình tới đây nè, mình ngồi ngay chạy cái miếng gì xuống mình ngồi ngay đây nè. Đó, cầm cái ly trà đá, ly cà phê. Các bạn thấy nó mát mẻ không? Mình nói, mình chia sẻ với các bạn rồi, cái chế ngày nào mà cái cộng sản mà nó, cộng sản Việt Nam mà nó còn trên cái quê hương của mình á, thì các bạn đừng có bao giờ mà các bạn mơ. Cộng sản là nó tinh vi lắm, nó lường gạt của người ta lắm. Cái câu nói để đời đó là: đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản làm. Nghe nó đơn giản phải không? Nghe cái câu đó đơn giản phải không? Không hiểu phải không? Bây giờ mình kể ra một cái câu chuyện để cho các bạn hiểu. Hiểu về cái câu nói đó, nó đi vào lòng người. Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn những gì cộng sản nó làm. Trời ơi, cộng sản nó đi qua bên nước ngoài, nó dụ người Việt Kiều, nó bảo là khúc ruột ngàn năm. Cộng sản Việt Nam nó cần chặt xám, nó kêu Việt Kiều đi về đóng góp cho